Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 28 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Và cái tiêu đề hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là tôi sẽ cái phần xịt thuốc cho cây mai cả năm. Bây giờ làm cả năm luôn. Lúc trước tôi chia sẻ từng phần nha. Thì bây giờ trước khi vào tiêu đề này mình nói lại cái phần thân gốc trước cho các bạn rồi bắt đầu mình tới cái phần xịt thuốc ở trên. Thì các bạn thấy nè, những cây mai của tôi hiện nay từ cái ngày ăn Tết xong tới bây giờ thì nó có hai dạng. Một cái dạng là cây mà mình đem vô nhà thì mình lặt lá, lặt bông chừa lá. Còn những cây ở ngoài nắng thì mình sạc tàn. Thì cái đó tôi ôn sơ thôi. Và tôi nói các bạn mình nói thẳng vô phần thân cho nó phần phân gốc chút. Tôi chưa có đưa cái gì gọi là hóa học vô hết. Tức là hàm lượng NPK các bạn. Chỉ đưa hữu cơ mà thôi. Thì bây giờ cái mai tôi nè các bạn xem tổng thể hết nè. Thì các bạn thấy nè, tôi không có nói là hay dở, nhưng mà không có cây mai nào mà có vấn đề gì hết. Mình xem sơ ha. Về cái phần những cây mai của tôi. Và một lần nữa tôi nói các bạn là tôi chưa có đưa cái phần NPK, tức là vô cơ á, chỉ đưa toàn là hữu cơ thôi. Cái phần hữu cơ chia sẻ rồi mình không nhắc lại. Thì cái cây tôi, cái bộ lá hiện nay nè, bạn thấy nè, phải không? Xem sơ đi ha. Đây, tức là tôi làm sao chia sẻ, tôi không có giấu giếm điều gì hết. Tôi chia sẻ để các bạn làm được. Các bạn làm được thì các bạn mới mua cây mai được. Đó là trao đổi hai chiều. Và tôi không có hay ho gì hết. Chỉ tôi nói các bạn nước thôi. Các bạn giữ điều hòa nước là được hết. Đây. Và một cái tôi xin nhắc lại là vừa rồi tôi nói là có những bạn, tôi nói về phần đọt trước. Nè các bạn thấy nè, cái đọt này chưa có đưa cái gì gọi là NPK hết. Và ngày mai tôi sẽ quay, do các bạn yêu cầu ha, tôi lấy cái ngày 29 bị tháng thiếu ha, thay vì ngày 30 ha, tôi sẽ đưa cái phần hóa học vô. Khi cái bộ lá vàng xanh như vậy thì bắt đầu tôi đưa hóa học. Và một lần nữa tôi nhắc các bạn là gì, từ khi ăn Tết xong tôi chưa có đưa cái gì gọi là NPK đáp hay là bất kỳ cái gì vô cơ hết. Vô cơ là cái gì? 16:8 đáp cũng là vô cơ ha, hay là gì đó 30:10:10. Còn hữu cơ là gì? Phân gà, rốt, bánh dầu, vân vân. Rồi thì cho tôi nói lại cái Atomix á, có những bạn vừa rồi tôi nói thí dụ thôi, các bạn đưa vô cái đọt này nè, nó kéo, một là nó giãn mắt, nó miểu quá thì nó cong về, đúng không? Khi nắng thiếu nước nó cũng cong về, mà dư đạm cũng cong về. Tôi thí dụ là dư đạm đi ha. Thì có các bạn nói là tôi tưới Atomix vẫn xài được, có gì đâu. Nhưng tôi nói các bạn như thế này, tôi không phải là nói các bạn xài không được, nhưng đa số những cái clip mà những anh em coi clip tôi nhiều là người ta mới chơi mai, lố cái lượng, cái hàm lượng người ta cho phép. Còn các bạn được rồi thì các bạn cứ phá, các bạn cứ xịt, không nhầm nhòi hết. N3M Atomix, tôi nói các bạn nghe cho kỹ nha. Các bạn biết dùng thì các bạn cứ dùng. Còn còn tôi chia sẻ, tôi sợ những các bạn đó phạm dư đạm, nó phạm, nó nguy hiểm với cây của mình, đúng không? Có những bạn nói là ấy, nhưng mà tôi nói các bạn là tôi không có dùng, chứ không phải là tôi nói cái đó dùng không được. Các bạn xài được thì các bạn cứ xài. Rồi bây giờ qua tới cái phần xịt thuốc gì quanh năm cho cây mai. Thì các bạn thấy nè, cây mai của mình, bây giờ tôi nhắc lại cái phần chánh nữa là nước phải đầy đủ. Dù các bạn có đưa đúng thuốc, nước không đầy đủ, cây mai nó vẫn bị bệnh như thường, bị suy như thường. Và bây giờ tôi nói các bạn nè, thứ nhất là gì? Bọ trĩ.
nhện đỏ và sâu. Ba cái thứ này là độc hại nhất, đúng không? Xịt cái gì thì cái phần thuốc đó các bạn cứ ra tiệm. Rồi tôi nói tới cái phần trị bệnh cho cây, các bạn cứ ra tiệm, đúng không? Nó đa dạng những loại thuốc. Con bọ trĩ nó cả chục, cả trăm thứ thuốc bọ trĩ luôn, đúng không? Thì bây giờ cái phần sâu thì mình đã ổn định rồi. Và tôi nói các bạn sáng các bạn ráng rửa này, nước rửa này, thì nó đỡ ha. Rồi còn trị bệnh cây là gì? Đây, những cái loại nó biến dạng lá như vậy. Có những bạn năm rồi cũng ngạo tôi ăn, ô chú ba nuôi cây mai bị gì đột biến, nhưng thật sự nó cái đầu năm nó bị cái này nhiều lắm các bạn, cũng không nhiều đâu, nó nhiều là một số, tức là anh em nào cũng bị. Các bạn nuôi cây mai các bạn để ý đi, không nhầm nhò gì hết, không ăn thua gì hết trơn. Rồi qua cái đợt lá này hết rồi. Các bạn thấy năm rồi không? Có người ghẹo tôi ha, chú ba nuôi cây mai đột biến. Đây, thí dụ các bạn thấy như vậy, nhưng mà nó có một hai lá như vậy. Các bạn cũng có nữa, các bạn xem lại đi. Không nhầm gì hết. Và cái gì trị cái này? Bây giờ sâu rồi ha, tới phân, tới thuốc. Tới cái loại trị bệnh là tôi thường xịt cái gì? Bây giờ mình nói trước cái phân bón lá vi lượng. Cái này người ta gọi là gì? Thiếu vi lượng ha, cây nó thiếu phân vi lượng. Hoặc là các bạn xịt cái thằng bón lá vi lượng, đó là cái thứ nhất, suốt năm luôn. Cứ nếu các bạn có điều kiện, mỗi cử thuốc các bạn đưa vô rồi mình ngưng cử, rồi cái mình đưa vô mình xịt cử ngừa. Thứ hai, và về trị bệnh cây ha, cái thằng ăn win và cái thằng Antracon thì các bạn cứ chen kẽ vô, các bạn xịt, hỏi chừng nào xịt, các bạn hỏi thì các bạn cứ chen kẽ vô cái phần xịt thuốc á, các bạn cứ thay phiên với nhau xịt. Thí dụ các bạn xịt ăn win thì các bạn đừng xịt Antracon, và ngược lại. Đó là cái phần bón nguyên năm luôn ha, các bạn cứ y vậy làm. Rồi bây giờ thêm gì nữa nè, quan trọng nhất là cái tháng này thì chưa bị ha, nấm học thì thỉnh thoảng khoảng chừng 1 tháng 2 tháng các bạn cứ pha cái thằng cốc 85, các bạn phủ hết lên đây cho tôi. Nó trị cả nấm bệnh nè, rồi sương mai nè, rồi nấm hồng, rất là hay. Xịt trong lá luôn, xịt phủ lên lá, xịt dưới gốc ha, xịt dưới rễ luôn cũng được. Và sao các bạn? Xịt ở trong thân. Bây giờ mình ngừa đi, phòng bệnh hơn trị bệnh. Năm nay tôi chia sẻ nguyên năm luôn, cứ y vậy xuyên suốt mà làm. Và cái thứ hai là gì? Những cái phân mà có những bạn hỏi nói là gia cốc gia gì đó, thì bây giờ tôi nói các bạn nè, mình nên năn rửa chà những cái cây này cho sạch sẽ như vậy, đúng không? Rồi những cái phần mà bệnh nấm, bệnh mà nấm trắng vậy nè, rồi các bạn nói da cốc da trâu gì đó, mình lấy cái bù nhùi á của mấy bên rửa chén của mấy bà, mình chà đại đi, nó không hết đâu. Rồi các bạn mua cốc lắm tâm, các bạn phủ lên dư tưới dưới gốc, rồi là nguyên năm, cứ vậy mà làm. Và tôi nói các bạn nè, xong chưa? Đó là xong rồi ha. Thì tôi nói các bạn nè, đồng khơi tôi sẽ cho các bạn xem cái hiệu thuốc cho các bạn thắc mắc, được chưa? Tức là thuốc cứ quanh năm các bạn làm vậy tôi. Và cái phần bón lá, phần mà bón lá đó thì các bạn thấy đó, từ khi tôi chia sẻ 3 năm nay tôi ít có khi nào nhắc tới cái thằng Atunit lắm. Mà thường các bạn ra tiệm các bạn xịt Atunit, đúng không? Thì tôi nói các bạn không phải là không dùng được, nhưng người ta biết chơi mai, người ta nhìn cái lá, đúng không? Nó miễu hay là cái đọt nó phát triển như thế nào, nó yếu người ta xịt. Còn mình, tôi chia sẻ như bạn không biết chơi, mình không nên xịt. Các bạn xịt để chi? Nó cực là sao? Khi như cái cây này các bạn không biết nè, các bạn thấy nhặt không? Tức là từ đây mình đã nuôi cái này cho nhặt rồi,
cái băng xịt nó kéo cái này giãn ra, miễu xuống là nắng quẹo luôn. Nếu phạm tôi ít có dùng, chứ tôi nó không phải nói dùng không được, đúng chưa? Những cái loại phân bón lá là tôi chỉ xịt, có xịt đi chăng các bạn xịt cái thằng hữu cơ thôi, rót hai cũng kéo dữ lắm á, nhưng mà được xịt rót hai thôi, đúng không các bạn? Đó là tôi không có xài, không xài chứ không phải là xài không được. Nó kéo đọt, nó mướt kéo đọt rồi các bạn khoái, rồi nó kéo đọt ra rồi nó cực. Có thậm chí những bạn chơi những cây mai ha, Tết á, gần Tết á, các bạn cứ đưa ra tôi niết riết rồi nó không làm, làm bông luôn, làm nút luôn là gì? Dư đã dư cái phần đạn nẻ ra này. Do đó nên tôi nói các bạn là nếu các bạn biết thì các bạn cứ dùng. Các bạn đừng có nói à, con xịt nó vẫn bình thường. Các bạn biết, còn người ta không biết. Tôi chia cho những người không biết. Khi các bạn hiểu được cái phân rồi, biết sợ phân, biết cái nào nó kéo đọt, cái nào không, và cái liều lượng, biết nhìn lá, nhìn đọt, thì các bạn cứ sử dụng là bình thường. Đó là tiêu đề tôi muốn chia sẻ các bạn ngày hôm nay. Riêng tôi là tôi không có xài 3 năm, các bạn xem đi, tôi không có nói vấn đề tôi đích. Và một lần nữa tôi nói các bạn để thắc mắc này, không phải là không xài được, nhưng các bạn phải biết nhìn lá, nhìn đọt mình xài. Khi nào nó mướt quá mình ngưng. Còn những bạn không biết thì cứ đem về cây mai nó đang đọt non vậy, đẩy nó vô một cái kéo ra, cực không? Mà các bạn lại không biết sửa cành nhánh nữa, rồi phải điều chỉnh, đúng không? Và đó là tiêu đề. Và các bạn nói là bây giờ cây mai nó bị dư, nó quẹo vậy, do dư đạm thì sao? Các bạn có thể đưa cái hàm lượng là gì? Humic, tức là gì? Nó giải độc, tức là nó giải độc cho cây, tức là nó sẽ trữ những cái lượng phân để nó không cho đem lên nữa, mà nó cho ăn từ từ. Humic các bạn ha. Rồi bây giờ những cái thằng Atracon nè, là này, đúng không? Ăn win lần này các bạn, đúng không? Thì mình xài này, thì mình đứng xài này, mình xài này thì mình đứng xài này. Rồi một cái Campy kỳ rồi là tôi đưa cái hiệu khác ha, nó nhiều hiệu lắm, do đó tôi nói các bạn vậy. Đây là cái phân bón lá, cái này nó tới 100 lít nước rồi. Các bạn mua một gói này nè, hai mấy ba chục ngàn á, tôi quên rồi. Các bạn xài còn 2 năm nó tới 100 lít nước rồi. Các bạn pha đi nghe theo liều lượng ha, đúng không? Và cốc 85 đây, được không? Rồi mình sẽ kết thúc tiêu đề này. Và nếu các bạn không có thì các bạn cứ đánh qua cái kênh để ủng hộ kênh con tôi luôn. Mỗi lần tôi sẽ giới thiệu cho nó, các bạn thông cảm nha. Là Khánh Bonsai Tây Ninh, các bạn liên hệ với nó. Thì có các bạn nói ơ nay bắt đầu kinh doanh không, tôi 3 năm nay tôi không có mua bán. Thậm chí có những cây mai các bạn hỏi tôi cũng làm thinh, phải không? Các bạn xem coi, tôi không có chia sẻ hết, không có mua bán trên mạng. Nhưng mà các bạn, tại vì các bạn đòi giống tôi, giống như tôi, nó khổ vậy đó. Các bạn thấy như cái bịch này 35 ngàn, các bạn đòi tôi ship đi, thì tùy các bạn ha. Ship cái nó ăn các bạn nhiêu, 30 ngàn nữa, nó mắc hơn cái tiền gói thuốc này, thì ship chi? Nhưng mà tại con tôi giờ nó đang làm cái kênh, nó buôn bán những cây cảnh, tiểu cảnh nhỏ, thành ra tôi mới đưa qua các bạn cài. Thí dụ vậy, chai này các bạn phải mất 30 ngàn tiền ship nữa, cái giá vốn cộng 30 ngàn ship, mà nó cũng phải có một vài ngàn lời cho nó uống cà phê chứ nó mới ship được. Bạn thấy mắc không? Nhưng tôi mong rằng các bạn mua được tại chỗ, còn các bạn nào mua không được thì cứ đánh Khánh Bonsai Tây Ninh. Và thêm một cái phần nữa, hồi nãy trên cái phần bình luận vừa rồi, các bạn có hỏi có những cây mai 1 triệu 2 triệu không, thì các bạn cứ liên hệ. Bị gì hiện nay nó làm cái kênh riêng của nó là Khánh Bonsai Tây Ninh, nó mua bán. Do đó các bạn có nhu cầu về cây mai nhỏ nhỏ thôi ha, thì các bạn cứ liên hệ với nó, Khánh Bonsai Tây Ninh, nó có số điện thoại đó. Và hiện nay nó có những quay những cái mai vậy nè, làm tiểu cảnh ha. Tôi giới thiệu rồi,
mỗi lần làm cho tôi giới thiệu đi, chứ tôi cái buôn bán thì nó làm cái riêng mà. À, cái chuyện kinh doanh được cứ kinh doanh có gì đâu các bạn, kinh doanh đâu có tội gì ha, kinh doanh thành thật là điều tốt nhất. Đây, nếu các bạn cần những cái cây mai mà để bàn, các bạn thấy nè, bộ đế ha. Rồi nó tạo rong đây, tiểu cảnh ha, để cái bàn về thì các bạn cứ lia, cứ đánh Khánh Bonsai Tây Ninh, nó có số điện thoại các bạn liên hệ nó để có những cây mai mà tương đối để Tết mình để bàn gì mình chơi, và những cây mai 1-2 triệu nó có bán. À, cái số điện thoại tôi thì đừng có điện, tôi không có, cái đó là cái kênh riêng của nó, Khánh Bonsai Tây Ninh. À, và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho con tôi. Đây là cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. À, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.